Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất, nóng nhất, cập nhật về giá hồ tiêu chiều hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2024. Chúc quý vị và các bạn buổi chiều vui vẻ. Thưa các bạn, theo cập nhật mới nhất của chúng tôi, giá hồ tiêu chiều nay đồng loạt tăng mạnh với mức tăng là 2.000 đồng trên 1 kg ở các địa phương. Theo đó, mức giá hồ tiêu ghi nhận cao nhất là 87.500 đồng 1 kg. Tổng hòa về giá hồ tiêu trên thị trường xuất khẩu trong tuần này, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh tăng tốt đối với giá tiêu xuất khẩu tại Indonesia, đặc biệt ở Brazil. Trong tuần này ghi nhận giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia tăng 8 USD trên tấn, từ mức 3.898 USD trên tấn lên 3.906 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu tăng được 12 USD trên tấn, từ mức 6.147 USD trên tấn lên mức 6.159 USD trên tấn. Đáng chú ý, trong tuần này giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil tăng mạnh tới 300 USD trên tấn, từ mức 3.750 USD trên tấn lên mức 4.050 USD trên tấn. Tại Malaysia, trong tuần này giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu duy trì ổn định với mức giá là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g trên lít và 550g trên lít trong tuần này duy trì ổn định với mức giá là 3.900 USD trên tấn và 4.000 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu là 5.700 USD trên tấn. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế nhận định thị trường hạt tiêu tuần này phản ứng trái chiều khi nhiều quốc gia mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong đó, giá tiêu Ấn Độ trong nước và quốc tế đều có xu hướng giảm. Ở trong nước thì nhiều địa phương bước vào thu hoạch rộ. Ghi nhận của báo Bà Rịa Vũng Tàu, trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán, nông dân trong tỉnh tất bật bước vào vụ thu hoạch với tâm trạng phấn khởi. Giá hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang đạt mức 84.500 đồng 1 kg. Tiêu khô đạt chất lượng, hạt chắc thì được cộng thêm điểm. Giá bán có thể gần 90.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá cao trong nhiều năm qua, nên nông dân phấn khởi vào vụ thu hoạch hồ tiêu niên vụ mới. Năm nay tuy năng suất giảm, song nông dân vẫn vui vì giá hồ tiêu đang tiếp tục giữ đà tăng trong những ngày đầu Tết Nguyên đán năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước, tính đến chiều hôm nay, ngày 17 tháng 2, theo cập nhật mới nhất của chúng tôi, các đại lý ở các địa phương đồng loạt tăng nóng 2.000 đồng trên 1 kg. Theo đó, giá hồ tiêu chiều nay được thu mua trong khoảng là 85.000 đồng tới 87.500 đồng 1 kg. Ghi nhận ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, hiện giá hồ tiêu đang được thu mua quanh mức giá là 87.000 đồng tới 87.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, ghi nhận ở mức là 85.000 đồng 1 kg. Mức giá này cũng ghi nhận tại tỉnh Kon Tum. Tại tỉnh Phú Yên, giá tiêu ghi nhận ở mức là 85.100 đồng 1 kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, giá hồ tiêu bật tăng và thu mua quanh mức 86.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thu mua với mức giá là 86.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước tăng 2.000 đồng và thu mua với mức giá là 87.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu thu mua quanh mức 86.500 đồng 1 kg. Thưa các bạn, hiện nay thì bất chấp đồng USD đang mạnh lên, giá tiêu các nước thì vẫn tăng trưởng. Dưới bối cảnh nguồn cung từ Việt Nam gián đoạn do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, sau Tết Nguyên đán thì các địa phương bước vào thu hoạch rộ. Đáng chú ý thì giá tiêu của Brazil tăng mạnh trong tuần này. Nhiều nhà nhập khẩu tìm đến tiêu Brazil trong bối cảnh vận tải biển chậm trễ và nguồn cung thấp từ các quốc gia Đông Nam Á, đẩy giá tiêu quốc gia này tăng mạnh. Thông thường sau Tết Nguyên đán, Việt Nam vào kỳ thu hoạch rộ cũng là lúc mà thương nhân Trung Quốc tăng cường tìm kiếm nguồn hàng. Điều này sẽ giúp giá hồ tiêu trong nước bật tăng mạnh hơn nữa và kịch bản có thể lặp lại như năm 2021. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu hôm nay của chúng tôi. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.